Hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2022. Thế Hoàng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sợ vỡ bình, Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam lại căn dặn công an phải còn đảng còn mình. Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng hôm 7 tháng 12 nhắc lại lời căn dặn của ông với lực lượng công an nhân dân rằng họ phải luôn ghi nhớ và thực hiện lời thề vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Còn Đảng thì còn mình và danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Báo điện tử chính phủ và nhiều báo Việt Nam tường thuật rằng ông Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo chính trị có thực quyền cao nhất ở sự Cộng sản Việt Nam đưa ra lời nhắc nhở kể trên khi mà ông dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ Công an tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Tin cho hay hội nghị do Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm chủ trì tổng kết rằng trong năm 2022 lực lượng công an đã giữ vững chủ động chiến lược bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong cùng năm thì công an cũng kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch mà việt nam gọi là phản động cũng như là không để hình thành công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa một thành tựu khác của công an là kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội vẫn theo tường thuật của báo chí trong nước hội nghị của ngành công an ghi nhận một thành tích nữa của ngành trong năm qua là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả rõ nét ngày càng đi vào chiều sâu điểm nổi bật trong công tác này là công an đã tập trung điều tra xử lý các vụ án vụ việc lớn thuộc tầm quản lý của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tuân theo nguyên tắc không có vùng cấm không có ngoại lệ và các nỗ lực và kết quả của Bộ Công an trong việc này được lãnh đạo Đảng và Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, hội nghị nhận xét. Phát biểu chỉ đạo Công an về thời gian tới, Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngành này tham gia tích cực và chủ động quyết liệt, hiệu quả cao hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ ông nguyễn phú trọng cũng lưu ý rằng cần chú trọng xây dựng lực lượng công an tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng với nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa có phẩm chất đạo đức trong sáng thật sự liêm chính vì nhân dân phục vụ sẵn sàng chiến đấu hy sinh về sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc vẫn vị tổng bí thư căn dặn toàn thể lực lượng công an nhân dân hãy luôn luôn ghi nhớ khắc sâu vào tâm trí và thực hiện cho bằng được lời thề vì nước quyên thân vì dân phục vụ con đảng thì còn mình danh dự là điều thiêng liêng và cao quý nhất theo tường thuật của báo chí cộng sản việt nam theo tìm hiểu của chúng tôi thì những cụm từ kể trên là sự khái quát hóa nội dung 5 lời thề của Công an Nhân dân Việt Nam được đưa ra ngày 8 tháng 9 năm 1969 sau khi ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa qua đời chúng tôi quan sát thấy trong giới những người bất đồng chứng kiến và hoạt động vì tiến bộ xã hội ở việt nam cụm từ còn đảng còn mình tạo ra ác cảm với những hình ảnh trên thực tế về việc công an sẵn sàng chấn áp thẳng tay và đôi khi bị xem là bạo lực và dã man nhằm vào những người bị công an xem là chống lại chế độ câu kết với các thế lực thù địch nước ngoài trong khi đó thì những người tranh đấu cho rằng họ chỉ lên tiếng vì yêu nước và thúc đẩy các quyền chính đáng của công dân còn theo tác giả lê mai thì lực lượng công an vẫn là lá bài chủ đích của đảng cộng sản việt nam Nhà báo là người làm công việc loan tải thông tin và cung cấp sự thật đằng sau những gì đang xảy ra trong xã hội. Và những người làm báo, sắc sảo hoặc già dặn, không phải về tuổi tác, còn có khả năng giải thích mà họ xem là trách nhiệm của mình về những gì đã đang và sẽ xảy ra. Sứ mệnh của báo chí là cung cấp những góc nhìn tiệm cận sự thật nhất về một thông tin hay là sự kiện thông tin đúng sự thật giúp cho cá nhân cộng đồng tổ chức đất nước và thế giới lựa chọn và hoạch định được những quyết định của họ từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất còn an ninh là một ngành trong ngành công an cộng sản việt nam nhằm đảm bảo sự an toàn trong mọi mặt của xã hội và có nhiều khi thì xung đột vì đặc thù nghề nghiệp của một bên là đưa tất cả mọi việc ra ánh sáng còn bên kia là thận trọng cân nhắc và nhiều khi là đánh lạc hướng và đưa tin giả che đậy chọn lọc thông tin và hầu hết là làm việc trong thầm lặng nhưng nghề báo và nghề an ninh có rất nhiều điểm giống nhau con đường của hai nghề nghiệp này thường xuyên song song và gặp nhau hoặc là đan chéo nhau trong một số trường hợp lại là cộng sự tốt của nhau với tần suất dày hơn mỗi bên tượng. Vì nước, quên dân, đó là do cả hai nghề nghiệp đều có một mục đích làm cho đời sống của con người trong xã hội tốt hơn lên và cả hai nghề nghiệp cũng đều đòi hỏi nhiều tố chất cá nhân ưu tú và sự rèn luyện gắt gao liên tục và kéo dài suốt nhiều thời gian làm việc Do vậy, dù người làm báo Việt Nam gần đây hay được gọi một cách âu yếm quá mức là lều báo, còn các nhân viên an ninh thì hay gọi là thằng, nhưng về bản chất cả hai nghề nghiệp này đều được xã hội trân trọng và đánh giá cao. Nếu trong văn học và phim ảnh Mỹ anh hùng cứu thế giới có thể là bất cứ ai trong bất cứ hoàn cảnh nào thì văn học và điện ảnh cách mạng cộng sản Việt Nam thời kỳ sau năm 1945 cho mãi đến tận gần đây đều xây dựng người công an là đại sứ của bình yên, là bức tường chắn giữa người dân và sự xâm hại đến họ, là biểu tượng của sự hy sinh để đảm bảo bình an cho mọi người những X-30 phá lưới, nhà báo điệp viên lừng danh Phạm Xuân Ẩn từng khiến cho nhiều thế hệ mê mệt và muốn noi gương. Trong tiểu thuyết, những tay tổ an ninh được xây dựng lãng mạn với hình ảnh người đàn ông trí thức hào hoa, lãng tử nhưng trí óc thì sắc bén và tâm hồn thì trong sáng nồng cháy và võ thuật thượng thừa. Slogan của ngành công an Việt Nam cũng là một slogan đơn giản nhưng tuyệt vời công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ và ta thấy trong hình ảnh người anh hùng đen co tự móc trái tim rực cháy từ lồng ngực của mình để mà soi đường cho cộng đồng vượt qua đêm đen và hiểm nguy còn gì đẹp đẽ hơn vĩ đại hơn cao thượng hơn hình ảnh đó nữa chứ thế nhưng thì trong một thể chế độc quyền thì quyền lợi của người dân không còn là mục đích tối thượng của những người lãnh đạo nữa thế chế đó càng tồn tại lâu chừng nào thì mâu thuẫn giữa quyền lợi tuyệt đại đa số của người dân và những người được hưởng đặc quyền đặc lợi nhờ tham gia vào bộ máy chính quyền càng sâu và rộng chừng nấy khi đó thì đen cô không còn nữa là đội ngũ bảo vệ xã hội nhưng được những kẻ đang nắm quyền lãnh đạo xã hội trả lương và những người bảo vệ nhân dân sẽ dần dần bị biến và tự biến thành công cụ phục vụ riêng cho bất cứ ai đang ngồi lên những chiếc ghế chức quyền. Và slogan tuyệt vời của ngành công an bị người dân hay chính những người cộng sản vừa chợt tỉnh giấc mơ xã hội chủ nghĩa đổi thành công an nhân dân vì nước quên dân vì thân phục vụ. Khi mà không còn mục đích bảo vệ an toàn cho cộng đồng và xã hội, người anh hùng đen cô biến thành thằng an ninh và họ bị người dân khinh bỉ vì coi là những kẻ chuyên rình dập ý chí tự do biểu đạt, tự do ngôn luận và một động thái phản biện xã hội của người khác để mà mách lẻo cho dân chủ ở đất nước việt nam thì người dân thường dùng từ gọi là anh bộ đội và thằng công an chứ không bao giờ người ta dùng những cái từ ngược lại đó là anh công an và thằng bộ đội trong một xã hội mà sự phản biện xã hội tự do biểu đạt ý kiến luôn bị bóp nghẹt và đe dọa thì nhu cầu về nó lại càng cao và việc rình dập và mách lẻo càng bị xem là hèn hạ về tư cách làm người nghề báo cũng vậy khi mà sự thật hoặc là không được phép nói ra hoặc phải tô hồng bóp méo cho vừa các định hướng chính trị của một số cá nhân đang cầm quyền thì nhà báo đã đánh mất sứ mệnh của mình và bị khinh thường. Chưa bao giờ trong lịch sử báo chí Việt Nam, nghề báo lại bị rẻ rúng và công khai coi thường như trong khoảng 10 năm gần đây và mọi sự đều có nguyên cớ của nó cả đồng nghiệp trong làng báo việt nam biết rất rõ những băng nhóm làm báo ở mảng bất động sản gồm có nhiều phóng viên nhà báo đang làm việc ở nhiều tờ báo khác nhau từ bắc đến nam trong đó thì không thiếu những cái tên đang là trưởng ban kinh tế phó tổng biên tập ở một số tờ báo và có những tờ trước kia từng có số phát hành lớn nhất việt nam và có những tờ bạn đọc phổ thông hầu như là không biết tới nhưng lại được các bác đọc nhiều và đồng nghiệp và đối tác của họ cũng biết rất rõ nhà báo này được lại quả bao nhiêu tiền và mấy căn chung cư, bao nhiêu suất đất khi chạy các loạt bài PR cho các dự án và vận động chính sách có lợi cho ngành này hoặc đánh doanh nghiệp bất động sản nào đó, những nhà báo này có đặc trưng khác với phần lớn đồng nghiệp còn lại là rất giàu và có và hay đi ăn nhậu với các đối tác của bộ phận quảng cáo của tờ báo họ cũng thường có giọng điệu sắc mùi tiền với thế mạnh cùng lúc đó có thể đăng tin nâng hoặc là đập lên nhiều tờ báo và họ có thể tạo ra luồng dư luận giả tạo nhưng rất hung hãn và có thể làm xanh mặt những người yếu bóng vía. Giám đốc truyền thông của các công ty lớn hay là tập đoàn tư nhân đều kể tên vanh vách những nhà báo lãnh đạo trong ngành mà họ phải nuôi báo cô và được nuôi thường xuyên hàng năm, được biếu tiền qua các dịp lễ Tết và định kỳ là các tổng biên tập. Một số người có chức trong bộ máy tuyên giáo và truyền thông và những người này không trực tiếp viết bài thậm chí là một số trong đó không phải là nhà báo nhưng lại có quyền cho đăng hoặc là không cho đăng thông tin này khác hoặc yêu cầu các báo phải đăng hoặc không đăng theo chỉ đạo của họ các nhà báo phóng viên trực tiếp viết bài theo yêu cầu của doanh nghiệp cũng nhận được tiền quà vào các dịp lễ tết nhưng đậm nhất được các khoản thưởng như đã kể trên ngoài đám phóng viên bất động sản và phóng viên chuyên mảng kinh tế có cùng một cách thức kiếm tiền thì doanh nghiệp còn sợ run lên cầm cập vì những nhà báo điều tra đội này thường có chuyên môn thuộc loại giỏi nhất cho các loại tờ báo và trái với các gang bang kể trên thì thông thường ban đầu họ đạt được tiếng tăm trong giới vì chính khả năng điều tra nhạy bén sắc sảo của mình và một số loạt bài điều tra đầu tiên ra đời khiến cho dư luận chú ý và nếu như mà chủ đề của nó là phanh phui những vi phạm trong việc làm ăn của doanh nghiệp thì quy trình thường sẽ diễn ra như sau. Một số doanh nghiệp trong lĩnh vực nhờ người quen cũng là các nhà báo giới thiệu tìm cách gặp gỡ trong một số buổi lễ rất vô tội như kỷ niệm thành lập doanh nghiệp hay là ngày báo chí Việt Nam 21 tháng 6 để mà tặng quà. Mối quan hệ dần dần hình thành trên cơ sở dò la nhau và doanh nghiệp do nhà báo về độ chịu ăn nhà báo do doanh nghiệp về độ chịu chi và khi cả hai đều hài lòng nhà báo trở thành công cụ của doanh nghiệp tung tin viết lách theo ý của họ thăm dò và hạ bệ các đối thủ cạnh tranh của họ trên chiến trường thông tin che giấu các sai sót và giàu lên nhờ đó có một câu rất quen ở các nhà báo dạng này nó không chịu chi à thế thì đập cho nó một bài kinh doanh trong bối cảnh pháp luật Việt Nam là tìm đường sống sót giữa muôn vàn cái bẫy của chính hệ thống pháp luật và người thực thi doanh nghiệp nào cũng có muôn vàn sơ sót hoặc là vi phạm đưa hối lộ và vi phạm nhưng không hối lộ thì lấy đâu ra dự án để mà làm và ai ký giấy cho vận chuyển sản xuất thuế và thanh tra sẽ hỏi thăm thường xuyên đại loại như thế nên chuyện đập cho nó một bài là rất dễ dàng và đập xong rồi chính là nhà báo đó sẽ cầm tờ báo đến tận nơi gặp chủ doanh nghiệp để dọa dẫm ra điều kiện và thương lượng. Một số công ty hoặc là tập đoàn phải bỏ tiền để mà giữ quan hệ tốt với một số nhà báo hoặc một nhóm nhà báo có ảnh hưởng không phải để mà dùng khi mà họ cần khen mà là khi mà nhỡ doanh nghiệp phạm vào sai sót nào đó thì anh em không nỡ xuống tay cạn tàu giáo máng, chia hạ đường sống của nhau cạnh đó thì vẫn có những nhà báo chân chính tử tế làm nghề với tấm trong sáng ý tưởng phục sự xã hội và chuyên môn sắc sảo và điểm chung của họ là thường không giàu khó và càng không to mồm giao dạng đạo đức cách mạng nhưng xã hội Việt Nam có rất nhiều người mau quên điển hình là có những phóng viên như là HP nguyên phó tổng thư ký tòa soạn phía Nam của báo TP đã phải vào tù 7 năm vì hành vi tống tiền doanh nghiệp. Và một nhà báo khác là HL của báo cũng ngồi tù cũng vì hành vi tương tự với ông trùm xã hội đen năm cam bị tử hình. Ra tù những vị này trở thành ngôi sao trên trang mạng vì thường xuyên bày tỏ ý kiến phê phán cách điều hành của chính quyền. Nhưng khi diễu cợt sự tham lam gian trá của người khác, không rõ họ có nhớ mình chỉ vừa mới ra tù chưa quá lâu và cũng vì hành vi đó hay không cộng sinh với An Ninh. Tuy nhiên thì thường thì những nhà báo tha hóa chọn cách cộng sinh hoặc là đe dọa doanh nghiệp, tự nguyện bẻ cong ngòi bút để mà kiếm tiền, nhưng họ không chọn cách cộng sinh với An Ninh. Một trong những lý do có thể là vì tuy tham lam và vô đạo đức, nhưng bản năng của người làm báo là nhìn thấy rõ những bất công của xã hội và lên tiếng chống lại nó sự tha hóa trước đồng tiền luôn được họ biện minh là do xã hội đã quá thối nát và báo chí có cố gắng cũng không thay đổi được gì và chấn lột của doanh nghiệp lý lẽ này thì hoàn toàn ngụy biện và sai trái song phạm vi của nó thì vẫn chỉ gói gọn trong sự tham lam vật chất nhưng làm tay chân cho công an và an ninh theo cái nghĩa an ninh công cụ mà chúng tôi đã phân tích sạch ròi từ đầu để không xúc phạm đến những tấm gương thật sự cao cả có nghĩa là đi rình dập ngay chính đồng nghiệp của mình phản bội chính ao ước và được ăn được nói của mỗi người việt nam có hiểu biết và quan tâm đến xã hội và việc làm đó thường dẫn đến kết quả là đưa người phản biện vào tù và khiến họ mất việc gia đình của họ bị ly tán thì đó là việc làm hèn hạ vô cùng mà chúng tôi hy vọng sẽ cực kỳ hiếm người làm báo có thể chấp nhận và đánh đổi điều đó còn nếu vì cộng sinh chính trị hay là quyền lợi mà nhà báo nào đó làm việc này thì hãy tin rằng sự thật được phơi bày và họ sẽ là thứ ghẻ lở dơ giấy nhất mà đồng nghiệp và xã hội không bao giờ chấp nhận cho quay đầu. Vì lẽ đó mà Đảng Cộng sản Việt Nam nuôi chế độ Cộng sản, nuôi chế độ Công an giống như là con đẻ của mình để mà bảo vệ cái ghế độc quyền độc tài cộng sản Việt Nam để mà bao che cho những sai trái của cán bộ đảng viên để mà ngồi trên chiếc ghế và ăn trên ngồi chốc trên đầu của gần 100 triệu người dân Việt Nam không cần biết người dân Việt Nam sẽ sống ra làm sao và chết như thế nào, chết có chỗ chôn hay không và sống có được hưởng những gì mà con người được hưởng hay là không. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có một điều duy nhất đó là giữ cho chặt cái ghế Đảng Cộng sản tức là ghế độc quyền cai trị và đè đầu cưỡi cổ, vặt lông giống như là vặt lông gà cho đến tận sợi lông cuối cùng nhưng mà không để cho nó kêu. Nếu như con nào kêu thì ngay lập tức sẽ bị đập và cho vào nồi. Và đó là điều Cộng sản Việt Nam và đặc biệt là Nguyễn Phú Trọng à, mong muốn nhất đó là chế độ công an Cộng sản Việt Nam luôn trung thành với chế độ. Bởi vì nếu như công an không trung thành với chế độ thì quân đội cũng không có cách nào để mà bảo vệ được chế độ cộng sản Việt Nam, bởi vì quân đội sinh ra là để bảo vệ Tổ quốc, còn công an sinh ra là để bảo vệ người dân, nhưng dưới chế độ cộng sản Việt Nam thì công an sinh ra để bảo vệ chế độ độc tài cộng sản Việt Nam chứ không bảo vệ cho người dân. Nếu như quý vị bị cướp hoặc là bị mất đồ thì sẽ hiểu ngay, công an vì nước quên thân hay là vì nước quên dân? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi